Ngày 6 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 6 thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành quyết định bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Trương Mạnh Thảo, sinh năm 1984, ngụ quận 6, cán bộ công tác tại Ủy ban nhân dân phường 2 quận 6 để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tại cơ quan điều tra, Thảo khai nhận trong 4 tháng qua đã móc nối làm hồ sơ và tổ chức cho gần 20 trường hợp không cư trú trên địa bàn phường 2 quận 6 và không thuộc diện được tiêm vaccine đến tiêm tại các điểm tiêm chủng. Thảo đã lợi dụng hơn 10 triệu đồng tiền mặt cùng một số hiện vật có giá trị.